Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của Lê Tuấn Vũ. Lê Tuấn Vũ gần đây đã là cây viết quen thuộc ở trên kênh Sống rồi. Quý thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của anh ấy thì hãy ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Tuấn Vũ bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết của Tuấn Vũ thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Nghiệp báo kẻ bất lương, tác giả Lê Tuấn Vũ. Theo chân một nhóm công tác của đoàn thanh niên, cùng anh chị em vượt núi băng rừng đến một khu vực vùng sâu vùng xa của tỉnh Lào Cai. Tôi có dịp được người dân bản đưa đến gặp những gia đình hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, quanh năm thiếu đói. Có những tình cảnh éo le mà mấy người trẻ như tôi chưa từng nghĩ là nó tồn tại. Những đứa trẻ quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem bùn đất, thấy xe ô tô chở hàng đống mì tôm và sách vở kéo về bản thì tò mò lắm. Chúng đứng sát trên lề đường đất, hướng những đôi mắt ngây thơ trong sáng lên nhìn. Những đứa lớn đứng sau, ôm giữ những đứa nhỏ hơn, không để chúng tiến gần người lạ. Đoàn thiện nguyện chúng tôi tập kết lại trong sân nhà người trưởng bản, khi ánh nắng chiều đã tỏa xuống nhàn nhạt khắp núi đồi. Ở đó, đám thanh niên chúng tôi xuống xe, kéo bạt căng lều, chuẩn bị kê bàn ghế và tập kết các món đồ để ngày mai tiến hành buổi từ thiện. Mất gần 2 tiếng, công việc đã xong xuôi, thì cũng là lúc các gia đình trong bản thắp đèn nhóm lửa. Có một nhà văn từng viết rằng, ở vùng thượng du, núi đồi chập trùng, nên mặt trời cũng biến đi rất sớm, để nhường chỗ cho mây đen kéo về và lắm sương phủ giăng giăng mờ ảo. Chỉ mới hơn 5 giờ chiều mà cảnh vật đã sấm ngắt, âm u. Nếu không có đèn đuốc soi đường, người ta đưa tay lên trước mặt có khi cũng không còn trông rõ. Bác trưởng bản tốt bụng gọi đám chúng tôi vào nhà, ngồi quay quần bên bếp lửa để tránh cái giá rét và sương muối của núi rừng. Ông vui vẻ rót cho chúng tôi những chén rượu thơm thoang thoảng mùi ngô non và dọn ra những miếng thịt trâu khô nhà làm. Sau một hồi hỏi han, chia sẻ những giây phút di chuyển từ Hà Nội lên đây, ông cười khà khà bảo: "Và thay mặt dân bản, cảm ơn cái lòng của đám thanh niên chúng mày. Dạng ơi, thành phố rực rỡ đèn hoa không ở, lại dám dâng thần đến chỗ non cao núi hiểm này. Dạ cảm động lắm." Chúng tôi có người nhanh miệng: "Có gì đâu ạ. Đến đây chúng cháu mới có cơ hội được chứng kiến nếp sống đồng rừng, có cơ hội ghi lại những thước phim để sau này những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân mới biết hoàn cảnh của đồng bào ta." Một anh thanh niên chép miệng hồ hởi như núi tiết: "Con xin phép nói với bố chứ, nhiều người có tiền hoặc không có tiền, nhưng mà họ toàn nghĩ đến những thứ đậu đầu. Nhà thờ bên Pháp cháy thì lên mạng khóc lóc cảm thương, cầu nguyện này kia ghê gớm lắm, nhưng chính đồng bào mình khó khăn thì lại không biết tí gì." Ông già trưởng bản dường như hiểu ý nên xua tay bảo: "Ôi cháu đừng có nói thế, đã làm việc thiện thì ở đâu cũng làm từ thiện. Nước mình nghèo, nhưng quả thật chính phủ cũng chưa để ai đói. Ở Tây người ta xa hoa lộng lẫy bề ngoài thế thôi, chứ chưa chắc đã thoải mái như ở mình đâu. Ở đây là vùng sâu vùng xa, không có thông tin liên lạc, người ta không biết cũng mà chẳng có trách được người ta cháu à. Các cháu đến mang con chữ, cái áo đến cho bọn trẻ con là mừng rồi. Đồng bào cũng chỉ cần thế thôi." Thấy câu chuyện đã trở về chủ đề cũ, tôi vui vẻ hỏi ông: "Bố à, như hôm trước con đã liên lạc đấy,
Bố đã giúp con liệt kê các gia đình trong bản có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt chưa ạ? Ông già nhìn tôi, hấp hấy đôi mắt, rồi mỉm cười gật đầu. Sau đó, ông lão lật đật đứng dậy, lôi từ ngăn kéo của chiếc bàn gỗ cũ kỹ ra một tờ giấy kẻ ô ly, nét chữ ngoạch ngoạc, nhiều chỗ còn sai chính tả. Đây, mày xem đi, tao đã viết ra cả rồi đấy. Tao ít học lắm. Ngày xưa, mày mà biết đáng, biết bác Hồ, biết đường ngay lối thẳng mà đi theo cách mạng, nên biết được cái con chữ. Ôi, chứ không à, thì cũng vẫn ngu, vẫn muội à. Tôi cảm động nhìn ông cụ. Dù dài dòng, nhưng đấy cũng là tình cảm của đồng rừng, thuần hậu mà chất phác. Tôi cầm tờ giấy, cảm ơn ông lão, rồi khẽ lẩm nhẩm trong mồm các gia đình mà người trưởng bản đã giúp tôi liệt kê. Đọc xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn ông, rồi hỏi thêm một lần nữa cho chắc. Vậy là có khoảng 20 hộ dân trong diện nghèo và nghèo bền vững phải không ạ? Đúng rồi đấy. Có gần đấy gia đình thôi. Giờ này có điện đóm rồi, máy móc cũng có, nên đời sống dân bản cũng khấm khá lên. Nhiều nhà có điều kiện, còn có cả ô tô nữa cơ đấy. Có điều vẫn hơi ít chữ. Trẻ con trong bản nhiều đứa đã lên 15, 16, tóc đã đến chấm lưng, mà vẫn không biết đọc, biết viết. Nói dứt lời, ông cụ tự rót cho mình và chúng tôi mỗi người một ly rượu, rồi đưa chén lên miệng. Tôi mỉm cười nhìn ông, rồi hỏi tiếp. Bố ơi, cho con hỏi, có gia đình nào mà người trong nhà bị bệnh tật hay đau yếu gì không ạ? Thoáng một chút tần ngần khẽ hiện lên trên khóe mắt, ông cụ chép miệng thở dài, rồi mới trả lời tôi. Hầu hết các hộ tao liệt kê cho mày đều có hoàn cảnh kiểu đó. Đa phần là bệnh tật, đau yếu không làm việc đồng áng. Mày cũng biết đấy, vùng này ngày xưa từng bị Mỹ thả bom nhiều lắm. Vì đây là chiến khu mà. Chúng nó còn rải cả chất độc da cam. Ông nói đến đây, đôi mắt lại rưng rưng, nhìn ra khoảng sân tăm tối trước nhà, rồi mới tiếp. Ác nghiệt nhất là nó chẳng giết người ta ngay, mà hại đến mấy đời sau. Làm tình làm tội những đứa trẻ mới sinh đã không ra hình người. Đứa thì chột mắt, đứa thì dị dạng tay chân. Đấy, mày nói xem, như thế thì làm sao mà không nghèo không khổ? Tôi trầm ngâm không nói, chỉ hướng đôi mắt buồn buồn nhìn tất cả anh em trong đoàn và ông cụ, chia sẻ những nỗi cay đắng, đớn đau của một thời chiến tranh khói lửa, gian khổ tột cùng mà may mắn chúng tôi không phải trải qua. Cúi đầu xuống để bày tỏ những cảm xúc tiếc thương và phân ưu cùng người trưởng bản. Một người trong đoàn tôi cũng khẽ thở dài, đón chai rượu từ tay ông và rót cho mọi người một chút. Chất men cay nồng nhanh chóng đi theo cổ họng và thấm vào cơ thể, giúp chúng tôi ấm lên một chút. Thứ rượu ngô men lá nơi đây cũng hào sảng, cũng chan hòa như tình nghĩa đồng bào dân tộc chốn này. Dù có phải trải qua bao đớn đau, khổ ải, họ vẫn sống, vẫn khát khao và không ngừng phát triển. Khẽ chớp mắt lắc đầu cho chất men tan bớt khỏi hơi thở, tôi đang định hỏi tiếp thì đột nhiên ông buộc miệng nói, rồi ngừng ngay như vừa lỡ lời. Có một nhà cũng có hoàn cảnh khó. Mà thôi. Chúng tôi hơi tò mò, chưa kịp cất lời thì một cậu nhỏ tuổi nhất trong đoàn đã lên tiếng chen ngang. Sao thế cụ? Hoàn cảnh người ta như nào ạ? Ông già khẽ chép miệng, rồi lắc lắc cái đầu với chòm râu và bộ tóc trắng như cước. Thở dài một tiếng, ông nhoài người, với tay lấy lại tờ giấy từ chỗ tôi, rồi bấm bút, ghi ngoạch ngoạc vài dòng thêm vào danh sách.
Xong đâu đấy, ông già mới nói: "Tao đã định không thêm gia đình ấy vào danh sách, vì nhà nó vừa đáng thương nhưng mà lại đáng giận. Trời phạt cũng chẳng hoàng đâu. Nhưng mà thôi thì tình nghĩa ở làng xóm." Ông cụ càng nói, chúng tôi càng thắc mắc. Chẳng ai hiểu vì sao một người trưởng bản già làng lại không muốn thêm tên một hộ gia đình khó khăn vào danh sách. Hay là trước đây hai nhà có khúc mắc gì chăng? Sự nghi ngờ của chúng tôi không thoát khỏi ánh mắt trải đời của người đàn ông cao tuổi. Vị trưởng bản húng hắng giọng như để gây chú ý, rồi cắt nghĩa thêm: "Nhà đấy thành ra như bây giờ cũng là do nhà nó tự chuốc lấy thôi, chứ chẳng phải vì bom đạn hay ốm yếu đâu. Dân bản ban đầu không ai sót, thậm chí nhiều người còn sợ hãi kinh hoàng mỗi khi phải bước chân qua căn nhà đó. Cả bản này chỉ có tao và một vài thằng dân phòng là thỉnh thoảng tạt qua. Câu chuyện kể ra thì dài dòng mà rùng rợn lắm. Người ta ở núi thì ăn núi, không tin vào quỷ thần thì không sống được yên thân. Những vị thần tối cao trong thâm thẳm hoàng liên này chẳng bao giờ thưởng quá ai, cũng chẳng bao giờ phạt oan ai cả. Nhưng thôi, nếu mai chúng mày muốn thì tao sẽ dẫn sang. Chứ cả bản này ai cũng khiếp, chúng nó không dám đến đấy đâu. Chúng nó bảo đấy là căn nhà mồ, nhà ma, nhà của những kẻ không còn trên trần thế nữa." Một lần nữa, đám thanh niên chúng tôi lại được dịp ngạc nhiên. Tôi vốn là thằng cạn nghĩ, lại hay lắm mồm, nên nghe cụ giải thích dài dòng, tôi cau mày hỏi lại: "Bố theo cách mạng, theo bộ đội mà vẫn tin mấy cái chuyện thần rừng thần núi sao?" Ông già đưa mắt nhìn tôi, rồi liếc nhanh cả đám thanh niên cũng đang tò mò nín thở. Đoạn ông trầm giọng bảo: "Tao nói rồi mà, ở núi thì quen núi, ở vùng nào có cách thờ ma của người vùng đấy. Người kinh chúng mày chả có câu gì ấy nhỉ? À, ở đâu âu đấy còn gì. Mà đừng nói là tao ít học, hay là già cả mà không giác ngộ cách mạng. Nhưng cách mạng là cách mạng, còn tín ngưỡng vẫn là tín ngưỡng. Có những cái cách mạng làm được, nhưng cũng có những cái cách mạng không làm được. Chuyện gì nên tin thì phải tin, không tin không được." Chúng tôi bần thần nín lặng. Từ lâu, chúng tôi đã nghe những câu chuyện dị thường, kỳ quái ở vùng rừng núi hoang vu. Chẳng hạn như chuyện kể về những căn nhà mồ của người dân tộc, phong tục của nhiều vùng. Khi người ta chết đi, sẽ được thân nhân cho vào một quan tài làm bằng một thân cây gỗ lớn, trục rỗng ở trong. Cái áo quan đó sẽ được dùng keo bịt kín lại, rồi dựng vào góc nhà để thành ma xó. Không như những chuyện bùa ngải trước đây chúng tôi từng đọc, cách thờ ma xó của người Mường rất đặc biệt. Mỗi lần ăn cơm, họ đều chuẩn bị thêm một bộ bát đũa không đặt trong mâm, rồi mời người chết hiện về cùng ăn với gia đình. Việc làm kỳ quái ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nào trong góc nhà có tiếng người đáp lời, thì nghĩa là ma xó đã hóa thiên, có thể trong nhà được. Còn ma xó sẽ trở thành một thứ thần giữ của. Bất cứ kẻ nào dám cả gan ăn trộm đồ của gia chủ sẽ tự chặt tay, cắn đứt lưỡi, rồi mất máu mà chết. Ma xó sẽ tồn tại trong nhà đến khi nào gia đình có người mất. Thần nhân sẽ dựng một căn nhà giữa rừng, rồi bố trí tài sản, đồ dùng trong đó y hệt như có người sống thật, rồi rước con ma xó vào ở trong. Ma xó khi đó đã hóa ma rừng. Nếu những người thợ săn lữ khách đang đi lạc mà gặp một căn nhà bỏ hoang, bỏ vắng, trơ trọi giữa rừng, thì ấy chính là nhà mồ thờ ma. Lại có chuyện khác kể, có người đàn bà đi làm nương sớm bị ma rừng kéo vào bụi cây. Người nhà thấy mãi không về, chạy bủa đi tìm. Lúc phát hiện ra
thì nạn nhân đã chết ngất đi từ lúc nào, mồm miệng bê bết toàn đất với cát. Nhưng đó toàn là những chuyện phao truyền. Bảo nghe thì vẫn nghe kể nhiều đấy, chứ thanh niên thành phố chúng tôi đã ai trông thấy thực bao giờ. Bởi thế mà lời ông cụ kể lại càng như rót vào trong đầu chúng tôi ý tưởng lạ thường, như ngọn lửa hiếu kỳ đổ thêm sự tò mò được dịp bùng cháy. Chìm trong suy nghĩ dị đoan kỳ quái và giữa căn nhà nơi rừng núi mênh mông, ngồi ngay bên cạnh bếp lửa mà tất cả chúng tôi đều rùng mình ghê rợn vì câu nói của ông già. Từ ngoài sân, gió bắt đầu thổi những tấm bạc lều kêu lên phần phật, hòa với khung cảnh âm u mù mịt sương trắng bao trùm càng khiến người ta thêm kinh hãi. Cả căn nhà sàn rộng lớn bỗng biến thành một mảnh đất lạnh lẽo, tiêu điều. 7-8 người chúng tôi, ai nấy đều nép sát lại vào nhau, khuôn mặt lạnh ngắt, tái nhợt đi, chờ đến lúc thăm căn nhà kỳ quái ấy. Quá trưa hôm sau, buổi thiện nguyện của chúng tôi mới gần kết thúc. Những gói quà nhỏ, những chồng sách vở được trao cho lũ trẻ trong niềm hân hoan nhỏ bé. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy ấm lòng khi biết những ngày sắp tới, các em sẽ có một chút quần áo ấm, những quyển vở để tập tô hay những trang sách đầy màu sắc sau này sẽ chắp cánh những ước mơ. Đoàn thanh niên của chúng tôi đến đây lần này không chỉ làm từ thiện, mà còn có mấy đồng chí bên địa chất, kiến trúc sư đến bản để tìm một địa điểm thích hợp. Rồi cũng chỉ nay mai thôi, một ngôi trường nội trú sẽ được xây dựng gần đây để đám trẻ con không lội bộ gần 20 cây số và để những thầy cô giáo không vất vả tìm đến từng nhà để gọi các con đi học. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui lâng lâng lời ca. Văng vẳng bên tai tôi lời ca khúc Những Ánh Sao Đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cứ vang vang như một mặt trời sắp mọc lên trên đầu lũ trẻ. Những bàn tay bè bạn sẽ nắm lấy bàn tay chúng, đưa chúng đến cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Thế nhưng bên cạnh niềm hân hoan trong tương lai tươi đẹp ấy, vẫn lẩn quẩn trong đầu chúng tôi sự mịt mùng khó tả mỗi khi nghĩ đến gia đình nọ. Đám thanh niên bọn tôi vẫn còn giữ lại mấy thùng mì tôm cùng một chút quần áo ấm để chuẩn bị cho chuyến đi đến căn nhà ấy. Vị trưởng làng đợi đến lúc bà con đã về nhà hết mới gọi bọn tôi vào trong. Ông căn dặn chúng tôi vài điều cần nhớ trước khi bắt đầu hành trình đến mảnh đất kinh hoàng ấy. Đó là một căn nhà sàn cũ nát nằm sát bìa rừng. Người dân bản không ai dám bén mảng tới đây vì chốn này từ lâu là một địa điểm ghê rợn, kinh hoàng, nhuốm một màu sắc xám xịt âm u, vì đã từng ghi dấu thảm cảnh của một gia đình nhỏ mà mọi biến cố đều xuất phát từ lòng tham và sự vô ơn, bất hiếu. Chúng tôi mới bước chân lên con đường mòn phủ đầy cỏ dại, xen lẫn đá dăm và dương xỉ, đã nghe văng vẳng từ trong dải rừng thưa vọng đến tiếng cười khanh khách. Âm thanh nửa như vui vẻ, nửa như dọa dẫm, bởi vì nó xuất phát từ một người điên. Âm thanh khèn khẹt như ngạt mũi, nhưng thỉnh thoảng lại rú lên man rợ như một con thú hoang đói thịt. Chợt có khi lại nỉ non nức nở, rồi bất thình lình the thé vang xa. Chuỗi tiếng động đấy làm người cứng vía nhất trong đám của chúng tôi cũng phải sởn da gà, bước chân như chững lại. Còn riêng tôi thì từ lúc nghe thấy tiếng cười đã bần thần đầu óc, mặt mũi tái mét xanh xao. Kẻ điên đó nhìn thấy có người tiến đến thì ngẩn ra một lúc, rồi nghiêng đầu sang một bên, rất dãi lòng thòng chảy xuống cái cổ áo rách bươm và cáu bẩn. Mái tóc lòa xòa che gần kín khuôn mặt đã dính bết vào nhau, lấm lem bụi đất. Cái mặt gớm ghiếc, hai hàm răng vẩu chìa ra, rồi ngoác to cả cái mồm, cười lên hình hệt. Bỗng, kẻ đó tiến lại gần chúng tôi.
Cái bóng quái dị bò bằng cả tứ chi, rồi nhảy phắt lên, bám tay vào hàng rào, không khác gì một con nhái bén. Bị bất ngờ, một cô gái trong đám bọn tôi kinh hãi quá, ngã ngửa về sau, suýt nữa lăn ra bờ ruộng. Tôi cố trấn tĩnh tinh thần, từ từ tiến lại phía người đàn bà điên loạn, rồi đưa tay ra, ấp úng nói. Chào chị. Nhưng mụ điên thấy tôi, tự nhiên chồm qua bờ dậu, vươn hai bàn tay 10 ngón đen đuổi, dính nhầm nhớp mồ hôi, tóm chặt lấy cổ tôi. Mụ ta vừa bóp, vừa nhe răng cười canh khách, lại hét ầm lên những câu không ai hiểu. Mãi đến khi ông trưởng bản và những người trong đoàn gỡ ra, mụ điên mới nhảy xuống đất chạy biến đi vào trong căn nhà tồi tàn, khuất sau những tán lá rừng thâm thẳm. Chúng tôi thấy tình hình quả thật không đơn giản, bèn lủi thủi ra về, lòng chưa hết thắc mắc về số phận của con người điên loạn ấy. Chặng đường còn lại cũng rất dài, phải gần hơn 2 cây số mới về lại nhà của người trưởng bản. Ông cụ vừa đi vừa bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho chúng tôi cùng nghe. Câu chuyện kinh hoàng năm ấy trong bản này mọi người đều biết, nhưng chẳng mấy ai muốn khơi lại làm gì. Giàng A Páo là con trai độc nhất của ông bà Giàng A Phả và cũng là cháu đích tôn của hai cụ Giàng A Phương. Từ sau những năm 54-55 của thế kỷ trước, tại đây đã có một xí nghiệp khai khoáng từng tồn tại. Thế nhưng sau độ hơn chục năm tiến hành khai thác quặng thì một biến cố đau lòng đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của rất nhiều công nhân khai thác cùng những bà con sống bên triền núi. Đó là một trận lở đất kinh hoàng chưa từng được ghi nhận trong lịch sử. Các chuyên gia nhận định rằng quả núi ấy bị xói mòn vì thời điểm trước vụ tai nạn trời mưa quá lớn. Ngày đó các công cụ, máy móc còn nghèo nàn thô sơ nên không tiên lượng trước được biến cố đau lòng ấy. Nhưng bà con dân bản lại nói rằng thảm kịch ấy diễn ra là do con người, khiến cho thần núi phẫn nộ vì những hoạt động đào xới, bom mìn, phá hoại thiên nhiên và cây cối. Thần núi nơi này linh thiêng lắm, Ngài đã báo trước bằng những trận mưa như trút nước, những cơn giông gió mà ai chứng kiến từ lúc đất này lập bản lập làng. Nhưng thời điểm ấy, khi cả nước còn đang hăng hái xây dựng để tiến lên xã hội chủ nghĩa, những tư tưởng mê tín dị đoan ấy chẳng được ai đón nhận, quan tâm, hay nói đúng hơn là bị lên án rất nhiều. Để rồi hàng triệu tấn đất đá đổ xuống trong đêm, vùi thay gần 40 mạng người, không kể gái trai, già trẻ, thì người ta mới bắt đầu nghĩ lại. Nhà máy, xí nghiệp, công đoàn phải bỏ ra một số tiền rất lớn để đền bù cho mỗi hộ. Tính mạng con người mới là quan trọng, tiền bạc làm sao đổi được một mạng người. Bởi thế ai cũng xót xa, đau đớn, chỉ trừ thằng A Páo. Thảm kịch ấy xảy ra khi Páo đã lấy vợ được mấy năm, nhưng không chịu làm ăn gì, suốt ngày chơi bời, chỉ đợi ông Phả chu cấp. Đối với hắn, cái chết của vợ chồng ông Phả chẳng khác gì một khoản hoạn tài từ trên trời rơi xuống mà bố mẹ hắn phải đánh đổi bằng tính mạng. Khoản hoạn tài ấy được Páo nướng hết vào những cuộc đỏ đen. Chính vì sự bất hiếu đến tán tận lương tâm của hắn đã đẩy cả gia đình vào cửa tử, biến những số phận đáng ra đang yên ổn, hòa thuận phải chịu cảnh tan tóc, tiêu điều. Căn nhà sàn từng có 5-6 người cùng chung sống bây giờ nhuốm màu tử khí, âm u lạnh lẽo. Dân cư nơi này chẳng ai muốn bén mảng vào, bởi họ sợ rằng những thế lực trú ngụ ở bên trong sẽ biến họ thành những mảnh hồn oan khuất, mãi mãi không thể siêu thăng. Và cả căn nhà ấy giờ này chỉ còn duy nhất một người đang ở, đó là người vợ điên của Páo, tên thị là Soan. Diễn biến đầu tiên xuất phát từ một ngày cuối năm lạnh giá. Páo vốn là một kẻ quanh năm rượu chè, đàn đúm,
chất men thậm chí đã ngấm vào máu không làm sao bỏ được. Ngoài những thứ tật đó ra, hắn còn sa chân vào những cuộc vui đen đỏ thâu đêm suốt sáng. Lô đề, cá độ, xốc đĩa, không thứ nào Báo không biết. Hắn nướng tất cả số tiền hắn làm ra vào những lần vui thú. Ngỡ rằng sau khi lấy vợ, Báo sẽ đổi thay, nên người hơn trước. Nhưng họa vô đơn chí, vợ của hắn cũng là một ả đàn bà tên ăn mù làm. Trước đây, trong nhà chỉ có Báo phá phách, giờ lại thêm đứa cháu dâu cùng góp sức, khiến kinh tế gia đình đều chỉ nhờ vào đồng lương của những người còn lại. Khi còn sống, ông Phả đã hết lời khuyên nhủ, bảo ban để vợ chồng hắn tu chí làm ăn, nhưng không được. Đến khi ông bà chết đi, thì cũng là lúc tai họa chuyển sang ông bà nội Báo. Những ngày tháng ăn chơi bù khú của hai kẻ lười biếng, ngỗ nghịch cứ thế kéo dài. Đêm hôm ấy, từ trong căn nhà tiêu điều, hoang lạnh, vang lên tiếng thở khằng khặc của Báo. Đưa tiền đây, ông bà đưa tiền đây. Đấy là tiền mồ hôi nước mắt, là tiền sinh mạng của bố mẹ tôi. Bây giờ tôi khó khăn, ông bà nỡ lòng nào cấp trắng của tôi như thế. Ông Phương đau đớn nhìn đứa cháu khốn nạn, lại quay sang nhìn bà Phương đang rũ rượi nằm khóc trên giường mà cay đắng nói: Chúng tao có còn đồng não đâu mà mày suốt ngày đòi. Bố mẹ mày chết, xác không bới được, người ta đền bù cho hai mạng nhõn 40 triệu đồng thì chúng mày cũng đem đi hết rồi còn gì. Thằng Báo trợn mắt quát: Ông câm mẹ mồm ông đi, thế còn tiền người ta phúng điếu ông bà nuốt hết rồi à? Ông bà ăn trên xương máu của con của cháu, ông bà có thấy nhẫn tâm không? Bà Phương đang rũ rượi trên giường, nghe thằng Đích Tôn nói thế mà vẫn phải uất ức lồm cồm bò dậy, nước mắt hai hàng, bà nghẹn ngào: Mày khốn nạn vừa thôi, tiền mồ mã bố mẹ mày, mày không bỏ ra được một xu nào. Chúng tao ốm đau quặt quẹo, không có hàng xóm láng giềng mỗi người một chân một tay thì có còn thành được cái đám ma không hả? Bây giờ mày còn đòi tiền phúng viếng. Thằng Báo chưa kịp cãi thì con Xoan đã tiến đến từ sau lưng, nguếch mắt, biểu môi, nó nói như tát nước: Ông bà ốm đau quặt quẹo, không có vợ chồng tôi liệu thì có sống được đến ngày hôm nay để nuốt cả cức của con của cháu như thế không hả? Ông Phương nghe mà uất ức, ông gượng lảo đảo đứng lên, chỉ tay vào mặt con cháu dâu khốn nạn: Mày, nhà tao vô phúc mới rước loại mèo má gà đồng như mày về làm dâu. Loại chót dái ăn đêm, gái bán chồng nuôi miệng, nó cũng không mất dạy như loại mày. Tiếng tranh cãi quá lớn làm động cả một khoảng rừng. Mấy nhà cách đấy 3-4 quăng dao mà vẫn còn nghe thấy. Từ lâu họ vẫn biết vợ chồng thằng Báo là loại khốn nạn rách trời rơi xuống. Thường thường chúng vẫn về đây để hạch sách ông bà, vòi tiền bố mẹ. Từ lúc ông bà Phả chết đi trong vụ sạt lở, thằng Báo chuyển mũi dụi về phía hai ông bà cụ. Hai thân già đến nay đều đã chân chậm tay run, chỉ biết trông vào mấy gánh củi khô và mảnh vườn trồng ít rau cỏ để sống qua ngày. Thế mà thằng cháu trai và đứa cháu dâu vẫn nhẫn tâm vòi vĩnh, đòi hỏi. Không được thì chúng đe dọa, chửi bới. Vợ chồng thằng Báo như hai con đĩa đói, bám vào những thân thể gầy yếu hao mòn, hòng hút đi hết chút máu thịt cuối cùng. Dân bản nghe tiếng chửi bới ồn ào, cũng biết việc đã trở nên căng thẳng. Họ mời ông trưởng bản đến, một mặt để giải hòa, và dĩ nhiên cũng là để kiểm tra xem hai đứa bất hiếu bất nhân kia có làm gì hai ông bà cụ hay không. Ông trưởng bản nghe được tin, vội vã đạp xe sang. Vừa đến nơi, ông đã hắng giọng: Báo, anh Báo chị Xoan có nhà không? Thấy trưởng bản hạ cố đến tận nhà,
Hai vợ chồng thằng Báo xem chừng cũng nể. Chúng hậm hực nhìn nhau, rồi đùng đẩy nhau ra tiếp. Ông trưởng bản không đợi, cứ thế đẩy chiếc rào tre ọp ẹp, tiến vào trong sân, nghiêm giọng hỏi. Thế làm sao mà ồn ào lên thế hả? Thằng Báo gượng cười, nó gãi đầu bảo. Có chuyện gì đâu bác, nhà cháu đừng thôi chuyện với hai cụ. Rằng thì sắp tới nhà cháu định đi buôn, xin ông bà tí vốn. Mà ông bà lại nghĩ. Báo chưa nói xong, ông trưởng bản đã hiểu ra vấn đề. Ông cau mày giơ tay ngăn lại. Biết tin anh chị tu tỉnh làm ăn tôi cũng mừng. Chẳng hay anh chị định đi buôn ở đâu, cần bao nhiêu vốn mà lại về hỏi tiền hai cụ. Báo ấp úng chưa kịp đáp thì con Xoan nó đã tiếp lời. Dạ nhà cháu buôn mấy đồng hàng xén thôi, nhưng mà làm gì mà chẳng cần có tí vốn dắt lưng, đúng không bác? Ê, thế mà ông bà lại mắng bọn cháu là chỉ biết chơi bời phá phách. Ê, trong lúc tranh luận, anh Báo có nói hơi to quá sự thượng tí à? Ông trưởng bản lừ mắt nhìn đứa cháu dâu mất dạy. Ông còn lại gì thị nữa. Nhân thân làm trưởng bản, ông chẳng muốn tranh cãi với một con bé mất nết như Xoan. Ông đáp lại bằng cái giọng lạnh lùng. Anh chị là hàng con cháu, các cụ có nói không vừa ý anh chị thì anh chị cũng phải biết thân biết phận, biết lễ nghĩa trước sau. Tại sao lại quát mắng ông bà già? Cháu có dám quát mắng gì ông bà cháu đâu. Bác nói thế hoàn cho cháu quá. Báo cãi lại, ông trưởng bản khẽ hừ nhẹ, mắt hơi nhắm, không muốn nhìn bản mặt khả ố và mất dạy kia. Ông bảo, thôi, giờ cũng không còn sớm nữa, anh chị xem cơm nước cho hai cụ đi, tôi vào trong buồn xem các cụ thế nào. Ông không đợi cho hai đứa cháu mất nết kia đồng ý, đã lạnh lùng tiến lại gian trong. Hai con người khốn nạn đó biết ý nên vội lủi ra sân, chẳng cần quan tâm đến hai thân già trong buồng đã rung lên vì lạnh và vì đói. Chúng bỏ về nhà chứ không thiết tha cơm nước cho hai cụ. Ông trưởng bản biết thế cũng cay lắm nhưng vẫn nhịn. Vừa bước vào buồng, ông đã nghe tiếng cụ Phương nức nở. Đấy ông xem, nhà chúng tôi có còn gì đâu mà chúng đó cứ đòi mãi hả? Cụ ông khẽ vỗ vai, bảo cụ bà nằm nghỉ. Ông buồn bã lên tiếng. Hai thân già chúng tôi chỉ còn có mảnh vườn để kiếm sống nương tựa vào nhau qua ngày đoạn tháng. Mà chúng nó nỡ lòng nào bao chúng tôi ăn chặn, ăn cả cức của nhà chúng nó. Đau đớn quá ông ạ. Ông trưởng bản khẽ thở dài, rút trong túi ra một bọc thuốc lá, gói lại rồi chêm vào cái tẩu lúc nào cũng dắt ở lưng quần. Thôi cụ à, đời ta muôn vàng đời nó, chúng nó ăn ở như thế, thần núi thần rừng không ưng cái bụng thì rồi cũng có ngày đấy. Hai vợ chồng ông cụ Phương không nói gì, chỉ cúi mặt chua xót nhìn căn nhà toàn toàn xơ xác, buồn bã trước cảnh hẩm hiu khổ cực của chính mình. Ông trưởng bản ở lại an ủi hai người thêm một lúc thì trời cũng nhá nhem. Ông biếu hai cụ mấy đồng ăn quà rồi lững thững lấy xe đạp về nhà, trong tiếng gió rừng xào xạc như than thở, tiếc thương cho số phận của hai người già cả mà con cháu bất hiếu bất nhân. Năm ấy trời thương nên cả bản được mùa, ai cũng vui mừng khôn tả vì vụ lúa năm nay thóc tốt lắm. Nhà nước lại chấp nhận mua với giá cao để khuyến khích bà con canh tác nên ai cũng phơi phới trong lòng. Lúa bán được giá nên tiền cũng thu về không phải ít, thành ra lại bắt đầu xuất hiện những phường tổ tôm xốc đĩa. Thời ấy cờ bạc mặc dù dưới xuôi đã bị coi là phạm pháp, nhưng núi cao hoàng đế ở xa, chẳng ai coi việc chơi bạc là xấu. Hầu như cứ khi nào có dịp ma chay cưới hỏi, người ta đều nhắc thấy mấy đội tổ tôm xốc đĩa.
Năm ấy lúa bội thu nên hội cờ bạc lại càng thêm rộ. Và dĩ nhiên trong đám đỏ đen chẳng thể nào thiếu chân của báo. Có điều hắn đen lắm, chơi đến đâu thua đến đấy. Hễ báo chọn chẵn y như rằng ra lẻ, hắn mà chọn lẻ thì thế nào cũng là chẵn. Mấy gã chầu rìa, mấy con bạc có kinh nghiệm, cứ nhầm hắn đánh chỗ nào là làm ngược lại, kiểu gì cũng ăn. Số tiền đền bù sinh mạng của bố mẹ báo đến cả mấy chục triệu cũng trôi đi vèo vèo như lũ cuốn. Chẳng được bao lâu, báo đã thua sạch bách, đến nỗi chính chủ sòng và chủ nợ đều kiềng mặt, không muốn tiếp thêm cho hắn. Dạo này công việc đồng áng đã xong, chẳng ai còn thuê báo để gặt lúa, nên tiền cũng mòn dần. Chưa kể, hắn đang dây đen, nên chi đồng nào là ngặt đi đồng ấy. Ở nhà con Xoan đây nghiến suốt ngày, báo không chịu được, lẫn ra ngoài thì lại bị bọn chủ nợ lùng kiếm. Lãi mẹ, đẻ lãi con, số tiền gá bạc ngày nào giờ đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh hắn từng giờ từng phút, buộc hắn phải bỏ nhà, lẫn vào trong rừng trốn khỏi những gã đầu hổ đầu mèo. Một đêm nọ, sau mấy ngày lẩn khuất trong rừng, báo về nhà ông nội. Vì gần đây hắn nghe nói ông Phương tự nhiên có tiền trợ cấp của nhà nước, đưa bà cụ Phương nằm đắp thuốc ở nhà một bà lang trong huyện. Báo những lúc ông nội còn đang thiêu thiêu ngủ, hắn lục ngăn tủ, mòi trong gầm giường, vơ vét hết những đồng tiền cuối cùng mà ông già chắc chiêu dành dụm. Nhưng người già khi ngủ thường không sâu giấc. Ông cụ đang nằm, bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch khua động, liền choàng tỉnh dậy. Trong bóng tối mờ mờ có ngọn đèn bảo, cụ Phương thấy một bóng đen đang lúi húi bên tủ áo. Cụ từ từ ngồi lên, cố gắng không tạo ra tiếng động. Rồi cụ lần vào góc nhà, vớ lấy cây ba toàn làm bằng gỗ mun, đầu bịch sắt, giơ lên rồi vụt một cái xuống tấm lưng của báo. Nhưng người già thân thể không còn nhanh nhẹn, mạnh mẽ, cú đánh vì thế cũng không gây ra thương tích nào quá lớn. Vậy mà ngay lập tức, báo quay phắt người lại, giơ tay xô ông cụ ngã bắn ra nền nhà. Ông cụ đã nhận ra thằng cháu đích tôn, liền hoảng hốt, khua khua đôi tay, run run mà nói: Mày làm gì thế hả? Tao chỉ còn chút tiền lẻ để sau này lo ma chay, chữa bệnh cho bà nội mày. Thế mày cũng định lấy nốt à? Báo cười gằn, hắn đang lộn tiếc vì lãi mẹ để lãi con, trừng mắt nhìn ông già tội nghiệp, nói như mắng: Ông chết thì vùi xác trong cái hốc nào là xong, lo liệu cái đất gì? Vợ ông cũng sắp xuống lỗ rồi, bệnh tật chữa làm gì cho nó tốn kém. Ông để tiền đấy cho con trả nợ rồi tu chí làm ăn. Ông bà chết đi, con sẽ ma chay đầy đủ. Cụ Phương tức lên, mặt cụ đỏ ao như gà chọi, quai hàm nghiến lại, đôi tay già nua gân guốc siết chặt vào nhau. Rồi ông cụ gượng đứng lên, lao thẳng về phía thằng cháu bất hiếu, định dùng hết sức tàn tống cho nó một quả đấm. Nhưng dĩ nhiên không thể, báo dù gì vẫn còn trẻ, hắn nhanh chóng né được, rồi thuận cái đà lao của ông cụ đẩy một cái thật mạnh. Cụ Phương chới với, thân thể già nua không còn tự điều khiển để giữ thăng bằng, hút mạnh vào đầu cây cột nhà. Thế nhưng không rõ cụ già còn lấy đâu ra sức để thoi thóp bật lên một lời nguyền rủa: Thằng trời đánh thánh đâm, rồi mày sẽ phải chết đau đớn hơn tao nhiều. Thằng Pháo trợn mắt, nghiến răng gằn giọng: Chết đến nơi rồi vẫn nỏ mồm, đây thì nỏ mồm này. Vừa nói, hắn vừa nhảy lên người cụ, cầm lấy cái gối nhồi bông lau đè thật mạnh lên mặt ông nội. Ông lão cố sức vùng vẫy, nhưng dĩ nhiên không thắng được. Ông cụ chỉ ú ớ được thêm một lúc, đôi chân giãy giụa cuống cuồng, trước khi giật lên vài cái rồi tắt thở.
Báo chưa vội buông tay, hắn cứ giữ cái gối ở đó thêm một lúc rồi mới thở phào bỏ ra. Ông cụ đã chết thật rồi. Miệng ông há hốc như để hít lấy chút không khí cuối cùng. Khuôn mặt in đậm nét kinh hoàng và đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn thẳng vào thằng cháu đích tôn bất hiếu, mất hết lương tri như muốn dồn tất cả nỗi oán hận qua cái nhìn chết chóc. Báo nhìn quanh, hắn vờ hết mấy trăm ngàn vừa tìm thấy ở trong hốc tủ, rồi quay vào buồng tiếp tục lục lọi tìm tiền. Đoạn hắn quay lại, đặt cái xác đã bắt đầu cứng lại ngay ngắn lên cái giường tre ọp ẹp, rồi nhìn trước ngó sau, đẩy cửa sổ lẻn vào rừng, không một ai hay biết. Tờ mờ sáng hôm sau, lúc thấy có vài người vác cuốc ra đồng sớm, Báo mới vòng ngược đường rừng, lững thững đi bộ trên đường vào bản để tạo chứng cớ ngoại phạm, rồi rẽ vào nhà ông cụ tựa hồ như giả bộ tới thăm. Chỉ một lúc sau, từ trong nhà Báo chạy bổ ra sân. Vừa đi, hắn vừa ôm xác ông già chết không nhắm mắt. Hắn không ngừng khóc trống lên vô cùng thảm thiết, khiến hàng xóm giữa đêm khuya lại phải tỉnh giấc lao sang. Ôi trời cao đất dày ơi, sao người lại nỡ hành hạ ông tôi thế này? Các ông các bà ơi, ai cứu ông tôi với? Ông ơi là ông, sao ông đi đột ngột thế này? Ông ơi, sao ông nỡ bỏ cháu mà đi? Tiếng khóc nỉ non ai oán vang lên giữa đêm đen vắng lặng, khiến bà con hàng xóm ai có mặt cũng đều mũi lòng phân ưu. Nhiều người không kìm lòng cũng nức nở khóc theo, thương cho một người vừa về bên kia thế giới. Từng mảnh rừng khuya, từng đàn quạ bất thần bay vút lên cao. Chúng kêu rống lên những âm thanh rùng rợn, ghê người, hòa cùng với tiếng gió, nghe như một bản nhạc cầu hồn. Ở giữa sân, Pháo vẫn ôm chầm lấy xác ông, cố rặn ra vài dòng nước mắt cho phù hợp với hoàn cảnh. Đứa cháu tán tận lương tâm đang thầm nhẩm tính xem số tiền phúng điếu cho đám tang ông nó sẽ được bao nhiêu. Đám ma ông cụ diễn ra vào một ngày mưa phùn bay mù mịt, cả không gian bỗng xám xịt đến lạ lùng. Bên chiếc quan tài đóng bằng gỗ tạp đã đựng xác ông già trong đó, Báo đang khóc rống lên. Hắn đập đầu vào quan tài bồm bộp, miệng không ngừng nói những lời phân ưu đau xót. Hắn quỳ mọp bên áo quan đến nỗi chính vợ Báo và bà nội phải ngại ngùng kéo dậy. Xung quanh tang phòng, những tiếng nức nở nhỏ to có thỉnh thoảng lại vang lên, như thể hiện sự đau xót, tiếc thương với người vừa xuôi tay nhắm mắt. Tiếng kèn trống của đội bát âm kêu réo liên hồi để tiễn đưa vong linh người chết sớm an nghỉ nơi chính suối. Pháo đã đứng lên, đầu cúi thấp, nước mắt chảy ròng ròng cho đúng thủ tục. Bên cạnh hắn, con Xoan cũng đang sụt sùi, đợi cho đoàn tang vắng dần, ả mới tựa sát vào vai chồng rồi hỏi: anh tính tiền phúng điếu được nhiều không? Toàn các ông các bà thế kia, không biết được bao nhiêu nhỉ? Gã đang khóc bỗng ngừng ngay, rồi nhếch mép cười ráo hoảnh nói: chắc cũng độ tầm 2-3 triệu chứ không ít đâu, tha hồ. Hai kẻ đốn mặt đang bàn bạc với nhau thì bỗng nhiên chúng chợt nghe thấy một chuỗi âm thanh ghê rợn phát ra từ phía quan tài. Đó là tiếng 10 móng tay cào trên mặt gỗ, tiếng động cứ xoèn xoẹt ken két, nghe ghê răng và ghê cả người. Hai vợ chồng cùng quay đầu nhìn áo quan, rồi lấy hướng mắt về phía những vị khách đến đây phúng viếng. Họ vẫn tiến vào, vẫn thắp nhang, chắp tay khấn vái, nhưng tuyệt nhiên không ai có phản ứng gì. Chỉ có Xoan và Báo là bị tiếng móng tay cào gỗ xoáy vào tai mãi không chịu ngớt. Cả hai đều rùng mình sợ hãi, chúng co rúm người lại, đôi mắt thất thần, toàn thân rung lên bần bật. Xoan không chịu được, tim ả đập thình thịch như sắp đứt hơi. Ả choáng váng ngã quỵ ra nền đất. Những người xung quanh thấy vậy lại tưởng cháu dâu vì đau lòng trước cái chết của ông mà ngất đi, liền vội vã đưa ả vào buồng, đặt lên cái chõng tre kê sát vách. Chỉ còn lại Báo vẫn đang lặng lẽ bần thần đứng cạnh chiếc áo quan đóng bằng gỗ tạp.
Hắn lờ mờ nhớ lại những lời ông nội mình nguyền rủa, mà trong lòng nóng ran như lửa đốt. Thời gian thấm thoát thời đưa, số tiền phúng điếu trong đám ma ông nội cũng nhanh chóng bị vợ chồng Pháo tiêu đi cho bằng hết. Hai kẻ tán tận lương tâm, hàng tháng đều đi lĩnh tiền trợ cấp hộ nghèo cho bà nội, nhưng số tiền đó không đến được với bà, mà bị hai đứa cháu bất hiếu vô đạo nướng hết vào những cuộc đỏ đen, những đêm rượu chè bù khú. Bà Phương vốn mang trong người căn bệnh huyết áp cao, dễ dàng biến chứng thành đột quỵ hoặc suy nhược toàn thân. Hai vợ chồng Soan báo biết thừa, nhưng chúng không chạy chữa, bà ốm cũng không chăm, một bát cháo loãng cũng không có để cho bà húp. Bà cay đắng lắm, bà chẳng biết tâm sự với ai. Bà từng nghĩ rằng sau khi lấy vợ, Báo sẽ thay đổi thành một người đàng hoàng, biết tu chí làm ăn. Có ai ngờ đâu, con Soan cũng là một con rắn độc, họa vô đơn chí. Sau khi chúng bọn rút hết từng đồng trợ cấp của bà, chúng bỏ bà lại đây trong căn buồng tối, ngày ngày chỉ có hai xúc cơm và một bát canh rau dại. Chúng nuôi bà để bà lay lắt sống, để tháng tháng bà nhả ra cho chúng những đồng tiền xương máu. Chúng nó như hai con đĩa khổng lồ, sống trên sinh mạng và sự hy sinh của người khác. Có một lần, bà Phương lên cơn ốm nặng. Cơn bệnh phát rất mau, toàn thân héo mòn khủng khiếp. Bà đã bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên của chứng bệnh đột quỵ. Chỉ nay mai thôi, bà sẽ sống như một người thực vật, ăn ngủ ỉa đái đều nằm một chỗ. Không biết đến lúc đó, những đứa cháu đốn mặt kia sẽ làm gì bà. Suy nghĩ ấy ám ảnh trong tâm trí, để rồi giúp bà có thêm sức mạnh. Đêm hôm ấy, lúc hai vợ chồng thằng cháu bất hiếu đã đi nằm, bà dốc hết sức tàn lần mò trong gian nhà sàn tìm một đoạn dây. Sáng hôm sau, một người hàng xóm dậy sớm tưới rau, khi lờ đễnh nhìn sang nhà Báo ở, đã kinh hãi ầm ĩ tri hô. Ông ta run rẩy ngã ngồi xuống đất, đôi mắt lạc thần trừng trừng nhìn vào giữa cửa nhà của Báo. Ở đó đang lủng lẳng một cái xác chết treo, mái tóc dài điểm nhiều sợi bạc xõa tung phủ kín khuôn mặt. Cái cổ tưởng chừng bị kéo giãn ra cả gang tay, cứ vắt vẻo kéo theo cả thân hình bên dưới đung đưa cùng chiều gió. Khi người ta tháo dây hạ cái xác xuống, thì ai cũng bàng hoàng nhận ra đó là bà Phương. Đêm hôm qua, bà đã treo cổ tự tử trước cửa nhà. Đôi mắt của cái xác vẫn mở trừng trừng, lồi hẳn ra ngoài vì sức ép. Cả khuôn mặt sưng phù đổi dần sang màu tím thẫm. Những mạch máu nhỏ li ti hiện rõ dưới lớp da mỏng như những sợi gân lá nhuộm màu đen kịch. Đôi môi xám xịt đang hở ra vì cái lưỡi vẫn lòng thòng trước miệng. Người ta đưa mắt nhìn hai vợ chồng Soan Báo đang đứng chết lặng ở một góc nhà, kinh hãi trước cái chết của bà nội. Một người đàn ông hàng xóm đứng trong đám đông bỗng buộc miệng thốt lên hai tiếng: "Hoàng nghiệt!" Đám tang của bà cụ già diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của bà con dân bản và những nỗi ngờ vực mà họ chưa muốn nói ra. Với những người yếu bóng vía, cái chết của bà cụ là một nỗi kinh hoàng ám ảnh, bởi làm gì có ai đến tuổi gần đất xa trời rồi vẫn còn phải uất ức đến độ treo cổ chết. Còn đối với cả ông trưởng bản và phần đông đồng bào ở đây, bà cụ Phương thắt cổ tự tử không chỉ khiến họ cảm thấy hãi hùng, nó còn gợi lên niềm căm hận khôn nguôi, vì họ biết lý do chính hai đứa cháu khốn nạn kia mà ra. Bởi một lẽ, họ không lạ gì cách chúng đối xử với bà, người đã từng dành dụm từng xu để cho Báo ăn tiêu. Giờ đây, khi bà không còn có khả năng lo thân, sắp trở thành một người thực vật, rất có thể chúng đã đá bà ra khỏi cửa. Đằng nào cũng chết, bà chẳng thiết sống nữa. Sự ra đi của bà như một giọt nước tràn ly, khiến cả một vùng đất vốn bình yên phải xôn xao, hoảng hốt.
Không còn ai muốn dây dưa, liên hệ với gia đình thằng Báo, bởi họ vừa sợ hãi căn nhà u ám ấy, và họ vừa ghê tởm những việc tán tận lương tâm mà hai kẻ bất hiếu từng làm. Họ không biết được rằng, kể từ sau cái chết của hai ông bà, ngôi nhà ấy thực sự biến thành một chốn ma quái kinh hồn, nơi mà người sống không nên cư ngụ. Có tiền phóng điếu trong tay, Báo đem một phần đi trả nợ, một phần dắt túi chuẩn bị cho những canh bạc đỏ đen. Chỉ có điều bây giờ, nhà cái trong địa phương không chứa hắn nữa, bởi chủ sòng biết hắn làm gì có tiền mà trả. Trước đây thằng Báo còn rút được tiền trợ cấp của bà nội nó, nhưng nay bà Phương đã chết, tiền phóng điếu chắc cũng không được là bao. Người ta chẳng dạy cho nó chơi nợ mãi. Vì thế mà dù có tiền, Báo vẫn phải lặn lội lên tận phố huyện để chơi. Đêm hôm đó, hắn không về nhà, chỉ có một mình con Xoan nằm trong buồng. Trằn trọc mãi không thể nào ngủ nổi, không phải vì lạ giường hay thiếu hơi chồng, vì Xoan đã quen với việc Báo đi sớm về hôm. Chỉ có điều không hiểu sao, kể từ ngày bà cụ Phương treo cổ chết, con Xoan cứ có cảm giác bà vẫn còn sống, vẫn quanh quẩn đâu đây. Cái sự kỳ lạ ấy diễn ra bất kể ngày đêm, từ tiếng loẹt xoẹt lê chân trên sàn gỗ cho đến tiếng cái giường tre ọp ẹp nghiến lúc nửa đêm. Rồi những khi nhà vắng người, loáng thoáng trong không khí, con Xoan còn gửi được cả mùi thuốc bắc, đúng cái mùi thuốc mà khi xưa lúc bà cụ còn sống hay phải uống. Một đôi lần Xoan cũng đem chuyện ấy kể cho Báo biết, nhưng hắn mới nghe đến ma đến quỷ thì mặc cảm giết ông lại bùng lên dữ dội trong lòng. Báo gằn giọng quát: "Tiên sư cha nhà mày, ma quỷ cái đéo gì, ma đâu ra, mày mơ ngủ đây à? Nếu có ma tại sao chỉ mình mày thấy mà tao không thấy?" "Ơ kìa, sao cứ hơi tí anh lại mắng tôi? Tôi thấy thế nào thì tôi kể với anh như thế, anh không tin thì thôi, đi thì đi dòi dõi suốt ngày suốt đêm, có ở nhà đâu biết." Thật Báo thấy mình cũng hơi to tiếng nên hụt hạc bỏ ra chỗ khác ngồi. Hắn biết mình mắng vợ thế là vô lý, bởi vì thị đâu có biết những việc khủng khiếp Báo đã làm. Về phần Xoan, bị chồng chửi vô cớ cũng uất ức, nhưng thị không thèm nói nữa. Thị kệ thầy muốn đến đâu thì đến. Mặt lòng thị cũng thấy chồng nói có phần đúng, rằng tại sao chỉ mình thị thấy những hiện tượng dị thường ấy, còn Báo thì không. Phải chăng tất cả đều là do tưởng tượng của thị mà thành? Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến thị chẳng thể nào yên giấc. Bỗng nhiên, giữa lúc đang lim dim, Xoan thoáng buồn buồn bên tai, như thể có người đứng cạnh thổi hơi vào. Ngỡ rằng chồng về sớm trêu mình, ả ta phe phẩy tay, khẽ lẩm bẩm cào nhàu trong miệng. Nhưng không ngờ làn hơi ấy càng lúc thổi càng mạnh. Xoan không nhột nữa, mà thị bắt đầu thấy giá buốt thấu xương, bởi lẽ luồng khí kia càng lúc càng mạnh. Muốn mở mắt để xem có chuyện gì đang diễn ra, nhưng hàng mi nặng trĩu, như thể bị dán một chất keo đặc biệt, không thể nào hé lên. Xoan ú ớ chân tay quẩy đạp, vẫy vùng tung hết chăn gối xuống giường. Miệng thì há ra nhưng không kêu được lên thành tiếng. Trong khi đó, luồng hơi quái dị kia càng lúc càng lạnh buốt. Nó thổi lớn đến mức tạo thành những âm thanh vi vút ù ù như tiếng tù và gọi ma. Xoan cố gắng lấy hai tay vạch mắt ra để nhìn. Mười đầu ngón tay luống cuống cào cấu trên khuôn mặt để ép mí mắt mở ra, nhưng không thể. Làn da trắng bị móng tay rạch ra, rách tướp bê bết máu. Máu lại hòa lẫn với nước mắt, lăn trên gò má và trôi tuột vào mồm. Mùi tanh tanh, mặn mặn ghê tởm đến lợm giọng, khiến ả như muốn nôn hết mật xanh mật vàng. Xoan muốn cho tay vào miệng,
để móc họng, nôn ra cho dạ dày không còn khó chịu. Nghĩ là làm, thì chụm bàn tay lại, rồi cứ thế chọc thẳng vào cuốn họng. Những móng tay dài ngoằng khua khoáng khắp nơi, những âm thanh ọng ọc, ằn ặc cứ thế phát ra trong căn buồng tăm tối. Niêm mạc trong hầu bị móng tay tác động, rách ra bè bét, tanh tưởi vô cùng. Nhưng nhờ đó, Xoan mới nôn ra được. Cái thân thể co quắp, nằm nghiêng trên giường, vừa mới thổ ra một đống sáng dây. Con nào con nấy, dài cả mét, trắng như sợi bún. Không ngừng ngoe ngoẩy, vặn vẹo thân hình. Sáng chui từ đường miệng, chui qua lỗ mũi, lòng thòng bò đầy lên mặt. Một vài con còn rút cả vào hố mắt, lỗ tai. Xoan kinh hoàng, vùng bật dậy, mặt mũi tái mét, chân tay rung lên lẩy bẩy, toàn thân lạnh toát như ngâm nước đá. Ả hoảng hốt giơ tay lên trước mắt, rồi lại nhìn xung quanh giường. Mọi thứ vẫn bình yên như thường lệ. Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy lại chân thật quá. Ngay lúc này đây, Xoan vẫn cảm thấy mùi máu tanh hôi lợm giọng trong cổ họng. Vừa giữa lúc còn đang phân vân thắc mắc, bỗng ả giật mình, mặt mày tái mét, tim đập thình thịch như sắp tắt thở. Ả luống cuống lăn đùng ra giữa giường, chân tay run lẩy bẩy, vì Xoan vừa cảm nhận một luồng hơi lạnh lạnh thổi ngay sát bên tai. Ả kinh hãi rú lên thất thanh. Thế nhưng sau lưng của Xoan lại chẳng có gì. Căn nhà sàn nằm sát bìa rừng, gần như chìm hẳn vào màu tím thẫm âm u, khuất bóng mặt trời, nay lại càng thêm tiêu điều, quạnh quẽ. Xoan ngồi co ro sát vào mép giường, dùng đôi mắt mở to nhìn quanh tứ phía. Không có gì, chẳng có gì khác lạ. Làn hơi giá buốt vừa rồi cũng không còn nữa, nhưng cái cảm giác rợn rợn ấy thì vẫn quanh quẩn đâu đây. Ngỡ rằng mình gặp ảo giác, Xoan cố lấy bình tĩnh rồi nằm lại xuống giường. Nhưng chưa được bao lâu thì chợt từ gian buồng đối diện bắt đầu kêu lên những âm thanh cọt cà cọt kẹt. Đó là tiếng của cái giường tre. Xoan tái người á khẩu, mặt mũi trắng xanh như bị rút hết máu. Cái gì thế này? Giữa đêm trường tịch mịch, cái giường tre lại ken két kêu lên hệt như có ai vừa ngồi xuống. Cái giường đấy ở buồng của ông cụ Phương ngày trước là nơi ông vẫn thường nằm ngủ, và cái tiếng động kia lâu lâu Xoan vẫn hay nghe được. Ngỡ đã quen tai, thế nhưng lúc này đây, giữa đêm hôm khuya khoắt, âm thanh kẹo kẹt ấy vang lên khiến Xoan bủng rủng cả người, sống lưng lạnh buốt như ngâm nước đá. Lẫn trong tiếng kẹo kẹt của những nang tre, Xoan còn nghe thấy cả những âm thanh ứ nghẹn, ằn ặc, ú ớ như có ai chết đuối hay ngạt thở. Bên tai ả còn có cả tiếng móng tay cào cấu liên hồi trên sàn gỗ. Chuỗi âm thanh quái dị và ghê gớm ấy cứ rít lên mãi, như xoáy vào tai, như cào cấu vào màng nhĩ, khiến Xoan càng thêm sợ hãi. Nhưng được một lúc, âm thanh ấy dần nhỏ lại, rồi im bặt, trả lại màn đêm giá buốt điêu linh, tịch mịch. Xoan ngồi hẳn dậy, tay vớ lấy cái chăn quấn chặt lấy thân thể đang rung lên vì sợ. Ả có cảm giác như mình vừa lạc vào một căn nhà mộ, âm u hoang lạnh, không còn sự sống. Gian nhà của ông bà nội Báo như đã biến thành một chốn địa phủ, quanh đây như bị bủa vây trong tà khí. Ngoài rừng, tiếng lá cây bỗng nhiên xào xạc. Bóng trăng hắt xuống khoảnh vườn bên cạnh, hắt bóng những cành cây đung đưa trong gió như những ngón tay ma quái ngọ ngoại cấu cào. Còn chưa lấy lại được sự bình tĩnh, Xoan lại nghe văng vẳng trong tiếng gió có tiếng đàn bà
và cả đàn ông ai oán cất lên. Soạn ơi, về đây với bà đi cháu ơi. Soạn à, ở dưới này lạnh lắm, cháu xuống đây với ông bà đi. Soạn á khẩu, quay phắt đầu nhìn ra cửa sổ. Trong ánh sáng điêu linh của ánh trăng trung tuần, lẫn vào màn sương muối phủ trắng núi rừng cây cối, Soạn kinh hãi nhận ra có hai bóng người đứng trong khoảng vườn nhỏ bên hông nhà, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Hai cái bóng già nua run rẩy, khi tỏ khi mờ. Mới chỉ thoáng trong, Soạn đã nhận ra đấy chính là ông bà nội của chồng mình. Còn Đường kinh hoàng tột độ, thì bỗng một cơn gió mạnh thổi ào tới, đưa làn hơi giá buốt thấu xương và làm hai cánh cửa sổ đóng sầm lại, khiến ngọn đèn dầu cạnh giường phụt tắt. Soạn rùng mình chết lặng, tấm chăn phủ từ cổ xuống chân mà dường như vẫn không đủ ấm. Toàn thân ả cứ bần bật rung lên. Cánh cửa sổ lại bật tung ra. Soạn hải hùng kêu thét lên trong sự bàng hoàng khủng khiếp. Vì dưới ánh trăng, ả thấy lủng lẳng ngay trước cửa sổ một xác người thắt cổ. Cái xác vẫn còn đung đưa nhẹ nhẹ, xõa mái tóc rối bù vất vờ bay theo từng làn gió. Soạn sợ như muốn ngất đi, kéo chăn phủ lên trên mặt và nhắm nghiền mắt lại, miệng run rẩy lầm rầm như khấn vái. Ông bà ơi, ông bà sống khôn thác thiên, về để chứng giám cho lòng con. Con sẽ ngày ngày hương khói thợ cúng ông bà. Ông bà đừng hiện về làm cháu sợ. Chờ một lúc khá lâu, thu hết can đảm, Soạn mới từ từ kéo thật chậm mép chăn xuống và mở mắt ra. Người chết không còn ở đó nữa. Soạn thở hắt ra, nhắm mắt lại rồi hổn hển tự nhủ. Chắc bà cụ đi rồi. Nghĩ thế, Soạn mở mắt, toàn với tay khép cánh cửa sổ. Thì thình lình lại thấy ông cụ Phương đang đứng vịn hai tay vào song cửa, ánh mắt u sầu như tiếc núi hay oán hận, nhìn chòng chọc vào mặt Soạn. Soạn ơi, ông bà nhớ hại cháu lắm, xuống đây với ông bà đi. Ả rú lên trong sợ hãi, vùng vẫy tụt xuống giường, rồi chới với đập mạnh đầu xuống sàn gỗ. Còn đang ú ớ không nói thành tiếng thì chợt một bàn tay bấu mạnh lên vai, khiến Soạn lại rú lên trong hoảng loạn. Tưởng chừng sắp ngất đi thì nhận ra là Báo. Hắn trợn mắt quát lên ác tiếng vợ. Cái gì mà mày hét ầm nhà lên thế? Soạn quay phắt lại rồi ôm chầm lấy chồng khóc nấc lên. Một lúc lâu sau, ả mới nói bằng giọng đứt quãng. Anh ơi, anh, ông bà nội anh vừa mới về. Báo tái mặt nhìn vợ rồi nạt lớn hơn. Ông bà nào? Tao chứ ông bà nào? Không phải đâu anh. Rõ ràng em thấy ông bà đứng dưới vườn rau bên hông nhà, rồi lại thấy xác của bà Phương lủng lẳng treo ngay ngoài cửa sổ. Xong là ông nội vĩnh tay vào chấn sông, ngó đầu vào nhìn. Trong khuôn mặt tái xanh của vợ, Báo cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Hắn nuốt khan nước bọt, rùng rùng nhìn cánh cửa sổ buồn ngủ chiếu ra vườn. Ngoài trời đã tan tảng sáng, xa xa bên mấy nhà láng giềng đã có ánh lửa bập bùng và có tiếng ai gọi nhau ý ới. Khung cảnh quen thuộc mỗi sáng vùng thượng du bình lặng lại hiện lên. Nhưng Báo thấy lòng mình không còn an yên nữa mà rờn rợn. Trong đầu hắn là những lời kể lể thống thiết đầy hoảng sợ của Soạn vẫn đang thúc thích cất lên không ngớt. Trong khung cảnh âm u của buổi sớm đầu ngày, lần đầu tiên Báo lờ mờ nhận ra những điểm dị thường đang quanh quẩn trong căn nhà và có lẽ đang dần phủ bóng đen lên đời hắn.
Sau hôm ấy, mặc kệ cho chồng mình khuyên can, gắt gỏng thế nào, Soan vẫn nhất định đến nhà lão Mo già bên kia quả núi để xin về một đống bùa cầu an. Thầy Mo lục đống đồ nghề ba đời ăn cơm thiên hạ ra, bốn đạo bùa. Thầy thấm máu chó đen, viết cho ả bốn lá bùa, dặn phải mang dán bốn góc nhà. Lại đưa cho Soan một con dao, bảo Soan đây là con dao của đồ tể, chuyên dùng để mổ bò, mổ lợn. Con dao nhớm máu của không biết bao nhiêu đời gia súc, trên lưỡi thép đã vẹt đi một khoảng, vẫn còn lẫn quẩn những đốm đen như máu động. Ông thầy dặn: "Mày mang con dao này về, tìm cái cột nhà to nhất, dài nhất, cũ nhất, dùng hết sức bổ thật mạnh vào. Nhớ chưa? Nhớ là phải bổ thật mạnh, để con dao nó cắm ở đấy, không được rút ra. Con ma rừng, con ma rú, nó trông thấy, nó phải hãi, phải kinh, không dám đến quấy phá nhà mày nữa." Xoan về nhà, làm đúng theo lời ông thầy dặn. Chắc cũng bởi sự nhiệm màu của những thứ vật thiên, mà từ đấy đến cả mấy tháng sau, Xoan cũng không thấy ông bà mình hiện về lần nào nữa. Bản thân báo cũng vậy. Hắn bất hẳn gánh nặng với hồn ma ông bà, dần già gần như quên hẳn câu chuyện cũ. Hơn thế nữa, báo lại được tin vợ mình có mang, thành ra hắn lại càng mừng mà quên đi hết những việc còn đang ám ảnh. Thời gian ấy, không biết là do đã nhảy sang dây đỏ hay vì những thứ bùa phép mà ông thầy Mo đã đưa cho xua đi hạn xấu, mà tự nhiên báo ăn liền mấy vụ. Hắn có tiền đem trả bớt những chủ sòng trong xã, nên đầu óc lại càng rảnh rang thời thới. Một đêm nọ, gã đến nhà một người quen ở trong bản để uống rượu. Sau bữa nhậu với thịt dê xào, một chiếc mâm đồng đã đặt sẵn bên gian trái để chờ những con bạc ngà ngà say vào tham dự. Mâm xốc đĩa với 4-5 kẻ cùng chơi và người chủ nhà làm cái. Bảo hôm nay mang đi không nhiều, vì không nghĩ là đám cổ nhà này cũng có thêm một chầu xốc đĩa. Vì thế, số tiền ấy của hắn cũng nhanh chóng vơi dần, trôi tuốt tuồn tuột vào những túi con bạc khác. Chúng cười nói hả hê, rượu thịt đề huề, tổng hết vào những cái mồm loang loáng mở. Báo chơi chưa đến hiệp sau thì đã thua cháy túi. Hắn chán nản đòi về, nhưng gia chủ không cho vì trời đã tối, sương xuống dày vũ khắp núi đồi thôn bản. Báo đưa mắt nhìn ra sân, thì quả vậy, ngoài cửa mọi thứ đã bị bao trùm một màu đen đặc như nhựa đường. Những ngọn đèn từ các ngôi nhà trong bản cứ lập lòe, thoát ẩn thoát hiện như những bóng ma trời kỳ dị. Con đường dẫn về nhà cũng bị một màn sương đêm nhàn nhạt phủ mờ kín lối. Trong lòng báo lúc ấy bỗng nóng ran như lửa đốt. Nếu bình thường, hắn cũng chẳng về mà cứ ở lại bù khố cùng đám bạn. Nhưng hôm nay có một cảm giác gì bất an, lo sợ thổi bùng lên trong tâm trí, khiến cổ họng hắn nghẹn đắng và con tim đập lên thình thịch liên hồi. Nhìn ra ngoài đường, cảnh vật đã âm u, xám ngắt. Báo vội vã từ biệt chủ nhà, rồi ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt. Con đường từ đó về nhà phải đi qua một vạt rừng thưa, cỏ cây đua chen kín lối, những cành lá xum xuê xào xạc cọ vào nhau theo từng làn gió thổi, càng khiến cho không gian nhuộm một vẻ dị thường hung hiểm. Chiếc dép dầu của báo chạy được một quãng bỗng đứt dây, hắn lại vội vã nên vô tình dẫm vào quai rồi ngã lộn nhào, người chuối xuống đất, đầu húc mạnh vào một gốc cây to, rách ra một mảng thịt, máu từ đó cũng chảy xuống chan hòa trên trán. Báo lồm cồm bò dậy, người bê bết đất cát và cỏ rác, hắn quên cả đau, cứ tay ôm đầu, chân cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng đi thêm một quãng nữa, cảm giác người bắt đầu chao đảo, mắt báo mờ đi, nhòe nhoẹt như phủ một làn sương đỏ. Hắn phải dừng lại hồi lâu để trấn tĩnh tinh thần, nhưng khi vừa mới ngẩng mặt lên,
định tiếp tục đi thì bỗng có một bóng người trắng toát vụt qua ngay trước mắt, lướt nhanh vào khu rừng âm u tĩnh lặng. Không tin vào trực giác, Báo cau mày cố nhìn cho rõ, nhưng dĩ nhiên chẳng có gì cả. Cánh rừng lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc, và từ xa xa những con cú ăn đêm kêu lên thê thảm, lạnh lùng như một điệu nhạc cầu hồn đầy quỷ dị. Bỗng từ phía sau, một tiếng hét hải hùng như xé nát không gian cất lên, khiến Báo như chết lặng. Hắn từ từ ngoái cổ nhìn lại, rồi giật bắn mình, rụng rời hết cả chân tay, mồm há to nhưng không nói, còn đôi mắt trợn trừng sắp lạc thần. Bởi Báo vừa nhận thấy sau lưng mình có hai bóng trắng đang từ từ tiến lại. Đó là hai thân thể nát tươm, toàn thân đầy máu, chân tay xoắn lại vào nhau. Hai cơ thể bị bẻ quặt đi nhiều phía, đang đỡ lấy hai cái đầu lâu méo mó biến dạng đến rợn người. Máu từ những chỗ nứt vỡ đang hòa với huyết tương và não tràn ra trên gò má. Ban đầu hắn lờ mờ tưởng đó là hồn ma của ông bà nội, nhưng khi hai cái bóng ma ấy đến gần, hắn mới bàng hoàng nhận ra đó chính là cha mẹ hắn. Không hiểu vì sao hai người chết đã lâu, thế nhưng bây giờ lại hiện về trong bộ dạng khủng khiếp. Báo kinh hãi ngã ngồi xuống đất, hắn luống cuống bò lùi lại phía sau, mồm há hốc ra mà không tài nào hét lên thành tiếng. Hai bóng ma của bố mẹ hắn cứ từ từ tiến lại gần hơn, miệng họ đang lẩm nhẩm một điều gì đó mà Báo không nghe được. Mãi cho đến khi hắn trũng lưng vào một thân cây, chẳng trốn đi đâu được nữa, cũng là lúc ông bà Phả đến sát gần. Trước hai cái đầu lâu nát bè nát bét, Báo chỉ còn biết nhắm mắt lại, mồm miệng ú ớ van xin. Hai tay xua ra trước mặt, bọt dải vắng tung tóe. Hai bóng ma ghé sát vào. Rồi đó là lần đầu tiên Báo nghe được những lời thì thầm của họ. Tiếng nói rất nhỏ, lại lẫn trong tiếng gió rì rào, nghe âm vang xa thẳm. Con ơi, sao con nỡ dứt tình dứt nghĩa đuổi ông bà ra khỏi nhà? Báo ơi, Báo, về đây, về với bố mẹ đi con. Chuỗi âm thanh rùng rợn cứ xoáy vào bên tai, khiến Báo lạnh toát người, toàn thân rung lên như cầy sấy. Mắt hắn còn chưa mở ra thì tiếng động bên tai đã dừng hẳn. Báo bàng hoàng đưa tay lên lau mồ hôi trán. Bóng ma của hai vợ chồng ông Phả đã biến mất, để lại hắn đang ngồi bệt dưới gốc cây, toàn thân chìm đắm trong sợ hãi. Quá kinh hãi trước biến cố dị thường, Báo lật đật ngồi lên vùng bỏ chạy. Đôi chân líu ríu vào nhau, cứ được vài bước lại lăn kềnh xuống đất. Hắn loạn choạng được độ hơn 100 mét thì chợt thấy có bóng đèn xe máy đang tiến lại gần. Báo cuống cuồng giơ tay lên vẫy. Người đó từ từ xuống xe, chạy lại chỗ Báo. Nhưng chỉ còn cách vài bước chân, một lần nữa Báo lại kinh hãi rú lên, đẩy người nọ ngã dúi dụi xuống đường, rồi nhảy phắt lên cái xe đang nổ máy bành bạch. Bởi khi đối diện, Báo nhận ra khuôn mặt bê bết máu me, đầu dập nát, óc máu tứ tung. Đó chính là bố của mình. Thật vậy, cướp được cái xe, hắn phóng bạc mạng về nhà. Nhưng cái xe đang chạy ngon trớn trên đường bỗng dừng chết máy. Báo điên người hoảng hốt nhảy xuống, rồi thò tay chỉ rít lơ, chân co lên đạp, nhưng động cơ không tài nào nổ được. Lòng hắn sôi lên vì sợ. Báo không hiểu sao chiếc xe đang yên đang lành bỗng dừng chở chứng. Hắn toàn co cẳng đạp thêm lần nữa, thì từ phía sau một cơn gió rất mạnh thổi ào qua. Trời tháng 10 lại ở giữa những vùng sơn cước,
Cái lạnh lẽo của gió sương nhanh chóng thấm vào da thịt, khiến hắn phải rùng mình, hắt hơi liền mấy cái. Đã định bật chìa khóa để khởi động lại chiếc xe, nhưng bỗng hắn giật mình, toàn thân run rẩy, rồi ngã quỵ xuống đất, chân tay rụng rời không thể nào tự mình điều khiển. Vì vào lúc Báo cắm chiếc chìa vào ổ, từ sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười khanh khách, nghe ê răng và ghê người. Âm thanh ấy vừa cất lên, một giọng nói xa xăm bất ngờ vọng lại. Những lời nói ấy cứ hòa lẫn vào trong gió, vi vút đập vào những rặng núi, hàng cây xung quanh, rồi từ từ dội lại bốn phía. Âm thanh ghê rợn ấy như một mũi dùi thét xoáy vào tai, khiến Báo rợn người kinh hãi. Hắn đứng chết trần bên chiếc xe máy, giáo giác nhìn tứ phía mà cũng chẳng thấy gì. Trong khi đó, những giọng nói kia cứ văng vẳng bên tai. Không nghi ngờ gì nữa, những âm thanh ấy là của bố mẹ và ông bà Phương. Họ trở về đây để đòi lại công lý, đòi lại mạng sống từ đứa con vô đạo. Sau một phút hoảng loạn, Báo đã tự trấn tĩnh lại tinh thần. Hắn nhảy lên xe, cố đạp cho động cơ nổ máy. Nhưng bỗng nhiên cả người hắn mất lực, toàn thân không tài nào cựa quậy. Báo bất chợt biến thành một con rối gỗ. Mặc dù vẫn còn nguyên tri giác, nhưng tứ chi đã bị một thế lực huyền bí nào đó điều khiển. Báo đưa mắt trừng trừng nhìn xuống tay mình, lúc nó đang vặn vẹo tháo rời bình xăng của chiếc xe Minz. Sau đó, hắn bắt đầu cảm thấy một dòng chất lỏng rất thơm và nhơn nhớt chảy từ trên đầu xuống. Khoảnh khắc cuối cùng là lúc đôi tay run run của hắn quẹt một que diêm vào hộp và ngọn lửa bùng lên. Tử thi được tìm thấy trong trạng thái tự thiêu, toàn bộ hệ thống cơ bắp đều co rút lại, thành ra người chết nằm co quắp trên nền đất. Khớp tay chân bị cháy dữ dội nhất nên đều rụng ra trong kinh hãi vô cùng. Cơ quan chức năng cũng lên phương án điều tra, tìm hiểu những manh mối có giá trị, thế nhưng họ không khám phá được gì. Vì thế họ cho rằng đây là một vụ tự tử, động cơ có thể là do gia cảnh khốn khổ, nghèo khó, nạn nhân lại ăn chơi cờ bạc, không trả được nợ nên đã nghỉ quẩn, tự thiêu giữa đêm khuya để không ai ngăn cản được. Những người hiểu chuyện không ai nói gì, nhưng tự thâm tâm họ đều hiểu rằng đó là cái kết cục của một kẻ bất hiếu, vô đạo, tán tận lương tâm. Lại nói về Soan, chính đêm hôm ấy, ả cũng cảm nhận những dấu hiệu dị thường đang từ từ trở lại trong nhà mình. Trời tháng 10 nên se se lạnh, những tiếng gió vi vút thổi từng hồi len qua khe cửa, chui vào buồng dỗ nhanh giấc ngủ. Tưởng rằng đêm nay sẽ vô cùng dễ chịu, khi không phải nghe tiếng thằng chồng lè nhẹ ỉ ôi bên cạnh, Soan yên tâm nhắm mắt. Tiếng đồng hồ quả lắc, một vật dụng duy nhất có giá trị trong nhà sau chiếc xe Minz. Đồng hồ bắt đầu gõ 12 tiếng. Âm thanh lớn quá khiến Soan phải xoay người nằm nghiêng sang một phía, mặt hướng ra ngoài khung cửa sổ trước vườn nhà. Chỉ được một vài phút khi Soan đang thiêu thiêu ngủ thì ả bỗng giật mình thức dậy, mắt mở to, nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ bên căn buồng của ông bà Phương có tiếng người thì thầm to nhỏ, xen lẫn với tiếng kêu nỉ non thảm thiết như ai đó đang sợ hãi van xin. Không khí ghê rợn nhanh chóng vây bổ bản thân và bao trùm lên toàn bộ căn nhà gỗ. Soan ngước mắt nhìn lại góc nhà. Lá bùa thầy Mo cho vẫn còn ở đó, phất phơ nhẹ nhẹ trong những đợt gió tràn vào qua khe liếp. Cố gắng trấn tĩnh tinh thần, Soan tự đánh lừa cảm giác bằng một câu hỏi mà chính ả cũng có thể tự trả lời. Soan nghĩ là có trộm. Và rung rung, ả ngồi dậy. Ả ta cài lại then cửa cho chắc chắn, rồi ghé mắt qua một phiên liếp hở.
từ dưới ngọn đèn dầu tù mù để trên ban thờ. Ánh sáng leo lét không thể tỏa ra xa được. Thế nhưng Soan vẫn nhìn rõ, trong căn buồng đối diện đang có ba bốn bóng người đi đi lại lại. Chúng hình như đang bàn bạc gì đó với nhau, cứ thì thầm to nhỏ. Lạ nhất là giữa đêm đen vắng lặng, tiếng lầm rầm cũng trở nên lớn hơn, rõ ràng như ngay sát bên tai mà Soan không tài nào nghe được. Tiếng người nói thỉnh thoảng lại xen lẫn cả tiếng khóc than cực kỳ rùng rợn. Soan lạnh cứng người, chân tay run lên lẩy bẩy, ánh mắt mở to ra lạc thần, hoảng loạn. Hàm răng ả phải nghiến chặt vào nhau để không kêu lên thành tiếng. Hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập. Soan sợ rằng chỉ một chút nữa thôi, những bóng người ở buồng bên sẽ nghe thấy tiếng thở của ả ta mà ùa sang lấy mạng. Chắc là trộm, trộm thật rồi, ả tự nghĩ, và toàn thân lại càng run lên bần bật. Bởi trong đầu ả cứ đinh ninh rằng mấy lá bồ dán ở bốn góc nhà vẫn còn kia, con dao bổ ở cột nhà vẫn còn, thì làm sao ma quỷ vào đây được. Điều đáng sợ hơn cũng bắt đầu diễn ra khi Soan phát hiện những bóng người đó bắt đầu tiến sang gian nhà giữa. Giật mình kinh hãi, Soan quay đầu đi, lưng dựa vào tấm liếp, rung lên cầm cập. Có thể chỉ vài phút nữa thôi, những kẻ lạ mặt kia sẽ lao vào đây, đè ả ra, rồi giết chết. Những suy nghĩ khủng khiếp ấy cứ ám ảnh đầu óc, nhưng mãi mà không nghe tiếng bước chân khua động. Soan thở phào nhẹ nhõm, có thể những cái bóng kia đã bỏ đi nơi khác rồi. Ý nghĩ vừa dứt, Soan quay đầu lại, ghé mắt dòm qua khe liếp. Nhưng như một phản xạ cực mạnh, Soan lùi hẳn về sau, mồm miệng ú ớ những câu không ai nghe rõ, ánh mắt lạc thần, hoảng loạn tột cùng. Chân tay khua khoáng loạn xạ, như thể muốn trốn chạy khỏi nơi này. Vì Soan vừa trông thấy một con mắt khác cũng đang nhìn vào trong buồng, qua chính cái khe hở trên tấm liếp. Và ghê rợn hơn nữa, ả vừa nghe thấy tiếng loạt xoạt từ trên một góc nhà. Một lá bùa vàng vàng đỏ đỏ đang từ từ rơi xuống. Khi Soan ngồi bật ra sau, cũng là lúc từ gian giữa và trên những tấm gỗ ngăn cách căn buồng vang lên những tiếng xoèn xoẹt như móng tay người cào gỗ. Âm thanh đó hòa lẫn với tiếng cánh cửa đang rung lên bần bật, càng khiến không gian trở nên rùng rợn. Giữa những chuỗi tiếng động ma quái ấy lại có những lời kêu réo xa xăm, thăm thẳm như từ cõi âm vọng về. Từng câu, từng chữ như xoáy vào tai, khiến ả kinh hãi rợn người, đái cả ra quần lúc nào không biết. Thế rồi, giữa lúc ả ta không ngờ nhất, thì những âm thanh ấy ngưng bặt. Cơn sợ hãi chưa qua mà cơn hiếu kỳ đã tới. Soan lần mò bò bằng cả tứ chi, một lần nữa ghé mắt qua lỗ hổng. Quả nhiên mọi thứ đã trở lại trước đây, vắng lặng như tờ. Thế nhưng lời nói văng vẳng của âm hồn vẫn chưa dứt bên tai. Soan rùng mình kinh hãi bùa lại đến tận góc nhà, tay nhặt lấy lá bùa rơi run rẩy dán lên trên trán. Cứ thế ả mở mắt trừng trừng, hãi hùng ngồi chết dí trong góc nhà, chờ cho đến khi trời sáng. Nhưng trời còn chưa sáng tỏ thì Soan đã nghe có tiếng người ý ới gọi mình từ ngoài cổng. Ả lật đật chạy ra thì được tin báo đã thành người thiên cổ, chết cháy giữa một cánh đồng trống bên cạnh chiếc xe máy cướp được của người ta. Soan sững sờ chết lặng, những lời nói của người hàng xóm tốt bụng cứ như gió thoảng qua tai. Soan nghe nhưng không biết gì nữa. Ả lảo đảo, đầu óc quay cuồng. Chỉ vài phút sau, đám tài xế và những người có mặt đều xúm lại bù quanh một người đàn bà vừa mới ngất đi. Từ sau cái chết của Báo, Soan cũng trở nên bất thường, cười nói điên loạn, lúc tỉnh lúc mơ.
Hàng xóm xung quanh truyền tai nhau rằng đêm nào cũng như đêm nào, họ đều nghe thấy tiếng chửi bới, khóc lóc từ ngôi nhà ấy phát ra. Gia đình của Soan đã từng đến đón về chăm sóc, nhưng chỉ được một hai hôm, ả ta đã quay lại căn nhà này. Họ cũng khuyên nhủ nhau rằng đừng ai hỏi đến đứa con trong bụng Soan. Bởi một đêm tháng chạp, trời rét căm căm, những người láng giềng đang yên giấc ngủ bỗng nhiên bị đánh thức bởi một loạt tiếng động đổ vỡ ầm ầm, và kéo theo sau là tiếng con điên chửi bới gào rú. Âm thanh thè thé, chua ngoa, lại lẫn vào tiếng gió mùa đông bắc thổi rít lên từng đợt, khiến cho cảnh vật thêm phần tan tóc. Lẫn trong những luồng gió, người ta nghe rõ ràng từng chữ, lời Soan chửi. Chúng mày muốn đòi hả? Tao móc ra trả đây này, đòi này, đòi này, đòi này. Cứ xen vào mỗi câu đòi này là một tiếng cười khanh khách, rú lên kinh dị. Không ai muốn sang, cho đến khi người ta nghe được một âm thanh khác, yếu ớt hơn và cũng rùng rợn hơn. Đó là tiếng kêu oe oe của một đứa bé sơ sinh. Giữa đêm đông giá rét, cái âm thanh ấy cất lên làm cho tất cả những gia đình kế bên không còn ai dám ngủ. Những ánh đèn được bật lên, những ngọn đuốc bắt đầu được thắp sáng, và những đầu người bắt đầu lố nhố kéo nhau ra đường, tụ họp lại trước căn nhà kỳ quái. Họ vẫn còn e sợ những điều ghê gớm, những bóng ma thiên muôn đời không siêu thoát vẫn tồn tại ở phía trong. Mãi cho đến khi họ nghe tiếng người chửi bới đã im và tiếng trẻ con khóc đã ngằn ngặt tắt dần trong cổ họng, thì mới có vài anh thanh niên cứng vía run rẩy đi vào. Họ vừa đẩy tung cánh cửa đã lập tức có người hốt hoảng ngã ngửa, chân tay run lẩy bẩy, mồm miệng há ra nhưng không kêu lên thành tiếng. Kẻ khác bạo dạn hơn thì mặt mũi cũng tái nhợt, không còn thần sắc. Những ánh đuốc trên tay dù bập bùng yếu ớt nhưng vẫn đủ để soi thấy sự kinh hoàng. Dân bản xung quanh sốt ruột quá, lại thấy hàng xóm mình gặp nạn cũng kéo nhau đổ xô vào. Họ cũng như những người kia, thậm chí có bà còn nôn thốc nôn tháo vì cảnh tượng khủng khiếp hãi hùng trước mắt. Trên nền nhà, người đàn bà điên đang nằm ngửa, hai chân dạng rộng, váy áo tờ hờ không che phần dưới cơ thể. Điều kinh hoàng nhất là trên tay phải của mụ điên đang cầm một con dao cũ, phần lưỡi thép đã mòn vẹt hẳn đi. Con dao sắc nhọn ấy vẫn còn đang dính bê bết máu và dịch thể. Còn bàn tay trái đang nắm một vật đỏ hỏn, có đủ chân tay mặt mũi. Đó là cái bào thai tháng thứ 6, thứ 7 của Soan. Trong cơn điên loạn, Soan đã dùng chính con dao thầy mo cho để trấn tà, tự mổ bụng mình rồi moi đứa trẻ ra ngoài. Vị trưởng bản kể đến đó thì thở dài. Chúng tôi hiểu ý nên không muốn hỏi thêm. Và thật lòng, chúng tôi không còn dám nghe nữa. Kinh hoàng quá. Vì lòng tham vô đấy, vì ăn chơi lêu lỏng, họ nhẫn tâm làm bao nhiêu chuyện tày trời, vô đạo. Trước khi bước chân vào cửa để chuẩn bị cho bữa cơm chiều, ông lão trưởng bản quay đầu lại phía chúng tôi, rồi dõi mắt ra căn nhà ma quái nơi người đàn bà điên đang sống và ngậm ngùi nói: "Gieo nhân ác, không thể gặp quả lành. Trời quả báo như vậy, xem chừng cũng còn là nhẹ đấy. Chỉ khổ thân đứa bé còn vô tội." Lời vừa dứt, đôi mắt ông đã ẩn ẩn nước, nhìn lên ngọn núi cao xanh vời vợi, như để tìm kiếm một câu trả lời từ vị thần quyền lực ngàn năm đã ngự trị nơi này. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Nghiệp báo kẻ sát nhân, một câu chuyện rất là nhân văn và ý nghĩa. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.
Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.